chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn chiếc iPhone 6. iPhone 6 màu gold. Đây một camera, một đèn flash, đây là nút nguồn, đây nút nguồn nha các bạn. Rồi cái này là khi chúng ta mua thì nó có một cái cây để chúng ta mở khóa sim, đây là nơi bỏ sim nha các bạn, đút cái cây vô nó có cái gờ ở trong là không thể lấy sim ra được. Rồi. Đây là điều chỉnh chế độ rung chuông, đây là điều chỉnh chế độ rung hoặc chế độ chuông, đây là điều chỉnh âm volume giảm tăng. Ai vậy? Dạ không chị ơi. Dạ ai á? Mẹ còn lâu mới vô chị ơi. Dạ không, cô đi khác, mẹ đi khác á, đâu có đi xe chung đâu. Không, cô đi Đà Nẵng mà, cô đâu đi Quảng Bình đâu. Không chị, con không đi Quảng Bình. Dạ không, con có về, có mẹ, một mình mẹ về à. Dạ. Đây là nút home. Đây là màn hình chính của nó. Đây là loa camera trước. Này điện thoại đã được dán cùng được xịn hết rồi nha bạn, nó như một lớp màn hình luôn. Loa, đây là nơi cắm sạc điện thoại, tay phone, đeo tay phone ở đây, cái rất là mỏng gọn.